các thanh niên, chúng ta xin nhờ có các thanh niên ở có ngồi trong khu vực tổ chức hôm nay thấy rất nhiều thanh niên trong mắt ở trong khu vực tổ chức giúp ba tổ chức và như là có cái cán đã gì đấy cha ở đây là chắc là có lẽ là có một động tác chặt cấp thôi cho nên là sau khi nếu như được bác sĩ chuột rút thì mang mèo ra nên chặt cấp thì phải đi bác sĩ. Và một động tác kỹ thuật Lô Văn Hảo của Bắc Giang đã nhất thắng. Mời đã đó là đã cao thủ đã nhất thắng. Mời các hạng đô theo đô. Ok, thì trước là không còn khả năng nữa thì đô Văn Huy đã nằm ngửa đã quốc gia rồi. Trọng tài đã kết quả. Con Hảo của Bắc Giang đã nhất thắng. Sau khi con Hảo Bắc Giang đã thắng thì Văn Việt của Đông Anh đi theo. Chờ